Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Trung tâm Nhật ngữ Hiyori Bà Rịa tổ chức lớp trải nghiệm văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình Hè vui đọc sách của Thư viện tỉnh. Tham gia lớp trải nghiệm văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản, gần 100 học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được giới thiệu về những nét đặc sắc của đất nước Nhật Bản liên quan đến văn hóa, ẩm thực, giao thông, khí hậu. Giáo viên Trung tâm Nhật ngữ Hiyori Bà Rịa cũng hướng dẫn các em về các câu chào hỏi giao tiếp bằng tiếng Nhật và tổ chức các trò chơi đố vui. Hoạt động trải nghiệm văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản được Thư viện tỉnh phối hợp với Trung tâm Nhật ngữ Hiyori Bà Rịa tổ chức vào tháng 6 hàng tuần, từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 11 tháng 8.